Xã Đức Bồng vừa tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19. Lễ phát động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn lực và cuộc sống, hướng tới xây dựng một xã hội học tập thường xuyên, liên tục và suốt đời. Cùng với đó là để tăng cường sự quan tâm và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội, đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập, tận dụng các nền tảng công nghệ, đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, dòng họ, cộng đồng dân cư trong bối cảnh bình thường mới sau đại dịch COVID-19 sau lễ phát động xã đức bồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số và tìm kiếm khai thác sử dụng thông tin trên mạng internet một cách an toàn hiệu quả phục vụ cho việc học tập suốt đời đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực đời sống xã hội nhất là công tác dạy học và hoạt động thư viện khai thác các nguồn tài nguyên giáo dục mở hữu ích khuyến khích cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh tham gia các diễn đàn các câu lạc bộ giao lưu chia sẻ về sách văn hóa đọc huy động mọi nguồn lực xây dựng tủ sách lớp học trong các nhà trường, xây dựng các thư viện, không gian đọc tại trung tâm học tập cộng đồng xã, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, học tập tại các thư viện, nhà văn hóa, ngôi nhà trí tuệ, câu lạc bộ, góp phần nuôi dưỡng thói quen và nhu cầu học tập thường xuyên cho người dân trên địa bàn. Tại buổi lễ, xã Đức Bồng cũng đã phát động và kêu gọi các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ quỹ khuyến học của xã. Hội khuyến học xã cũng đã trao tặng tạm xuất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.